Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình mời các bạn món cá bóng kho tiêu nha. Món ăn dân dã mộc mạc quá đỗi quen thuộc trên mâm cơm gia đình thường ngày. Cách kho mình chia sẻ hôm nay là kho nhanh gọn, không cần phải ướp cá lâu nhưng cá vẫn thấm đậm đà, rất phù hợp cho những ai có quỹ thời gian eo hẹp. Chỉ cần lăn vào bếp một chút xíu thôi là bạn sẽ có ngay một nồi cá kho ngon lành. Nào mình cùng vào bếp thôi. Mời các bạn tham khảo bản nguyên liệu hoặc xem ở phần mô tả của video nhé. Món kho này mình sử dụng cá bóng, nhưng ở đây mình tìm mua không được cá bóng nên mình sử dụng cá đục để kho nha. Các bạn có thể áp dụng cách kho này với nhiều loại cá có kích thước nhỏ như là cá bóng trứng, cá kèo, cá lồng tông, v.v. đều được nha. Sau khi làm sạch cá, mình ngâm cá với nước muối và rửa lại với nước cho sạch. Bây giờ mình sẽ khử mùi tanh cá. Mình cho cá vào nước trà pha loãng và rửa nha. Ngoài cách dùng chanh, giấm hoặc gừng để khử mùi tanh của cá, cách này sẽ làm sạch hẳn phần nhớt cá và đặc biệt là sẽ đánh bật được mùi tanh cá rất hiệu quả. Mình rửa 2 phút thôi. Bạn nào mà dị ứng với mùi tanh cá mà không ăn cá được á, dùng cách này thử xem nha. Cá sạch thì kho mới thơm ngon các bạn nha. Bây giờ mình vớt cá ra và để cho ráo nước nè. Và mình sẽ ướp muối vào để cá được cứng lại rồi mới đem kho. Ướp vào một muỗng cà phê muối. Trộn lên cho đều nha. Và mình sẽ để ở đây và mình đi sơ chế các nguyên liệu khác. Đập dập và băm sơ hành tím nè. Không cần phải băm nhuyễn đâu nha. Còn nếu mà củ hành tím nhỏ đó các bạn không cần phải băm đâu. Băm tỏi là nhuyễn hơn hành một chút. Hành lá thì mình cắt khúc đầu hành, còn phần lá thì sắc nhuyễn. Tiêu xanh thì mình đập dập nó ra như vậy nè. Bạn có thể thay thế bằng tiêu hạt khô giả bể cũng được. Bây giờ mình bắt đầu kho đây. Cho mỡ hoặc dầu ăn nha. Cá thì kho với mỡ nó sẽ ngon hơn đó. Khi mỡ đã nóng, mình cho hành tím vào. Rồi đến tỏi nè. Và tiêu vào luôn. Phi lên cho nó thơm. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ tạm tắt bếp và đợi cho dầu nó nguội đi một chút xíu. Rồi mình cho cá vào. Trộn lên cho nó thấm phần hành tỏi. Và xếp cá lại cho ngay ngắn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh rưỡi đường nè, một muỗng canh rưỡi nước màu đường. Nước màu đường này mình có clip hướng dẫn, các bạn nào cần tham khảo thì vào link bên dưới để xem nha. Cuối cùng là nửa muỗng cà phê bột ngọt. Lúc này mình mở lửa trở lại, cho thêm 4 muỗng canh nước mắm. Để cho cá sôi lên và nó thấm các gia vị, phần cá sẽ được săn lại. Và mình nấu khoảng 5 phút nha. Rồi 5 phút rồi các bạn, mình sẽ cho nước dừa tươi vào luôn. Mình sử dụng 150ml nước dừa tươi. Mình cho xăm xắp mặt cá nha các bạn. Nếu không có, các bạn có thể sử dụng nước lạnh cũng được ha. Và cho lên mặt 2 nhánh tiêu và vài cái đầu hành lá cho thơm. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lớn cho cá sôi mạnh. Các bạn hớt bọt nha. Cá bóng và cá đục có phần thịt cá khá mỏng, hình dáng thuôn dài, cá sẽ ngấm gia vị từ từ vào bên trong nên mình cũng không cần phải ướp cá lâu, cá vẫn thấm ngon các bạn nha. Rồi sau khi cá sôi được 5 phút nữa thì mình lại giảm lửa nhỏ lại cho cá sôi riu riu và đậy nắp lại. Rồi mình mở nắp ra và trở những con cá nằm ở trên mặt á, nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Vì lúc này cá nó rất mềm và dễ gãy. Xong rồi mình tiếp tục kho với lửa riu riu. Sau khi kho với lửa riu riu khoảng 20 phút sau, giờ thì các bạn thấy lượng nước nó còn lại là khoảng 1/3 lượng nước ban đầu. Và màu của cá thì nó lên rất là đẹp. Như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp luôn. Bạn nào thích ăn rặt hơn á, thì mình để thêm 5 phút nữa nha. Chỉ cần thời gian khoảng 30 phút là bạn có ngay nồi cá kho thơm ngon rồi. Đây, cá vừa kho xong, nhìn hấp dẫn chưa nè?
Mùi cá kho tiêu nghe đói bụng quá các bạn ơi. Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi. Các bạn nhìn nè, màu cá rất đẹp. Mời các bạn. Vị mặn đậm đà vừa phải, pha chút ngọt hài hòa. Cá rất thơm và xen lẫn vị cay nhẹ của tiêu hạt. Thiệt là ngon luôn các bạn ơi. Mình dùng với cơm nóng hoặc cơm nguội đều rất ngon. Có thể dùng kèm với các loại rau luộc. Các bạn bảo quản cá bằng cách cho vào hộp đựng và bảo quản trong ngăn mát. Khi ăn, quay trong lò vi sóng khoảng từ 1 đến 2 phút, cá vẫn thơm ngon như mới. Chúc các bạn kho cá thật ngon cho bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.